Và ở đây chúng ta có một người trong cái mền. Một bà mẹ đang cầm một cái nồi vàng ạ. Đây là một cái filter ha. Cái gì đấy? Ôi rồi, nó chạy kìa. Ôi rồi. Ui, đỉnh cao thế. Ồ, đỉnh cao thế, gãy cái dù luôn bạn ơi. Tội nghiệp. Bạn con nó trượt kìa. Trời đất ơi. Đây là khi mùa dịch mà chán quá, không biết làm gì các bạn. À, con đấm nè. À, con đấm nè. Ui, nhanh thế. Là con cỏ đây, nó đang làm gì ạ? Giáng sinh vui vẻ hả? Gì đây? Trời ơi, còn mấy mút kìa. Trời ơi. Thứ này con trai là chịu nổi. Con cờ hó mấy biết chuyện gì xảy ra luôn. Ôi rồi, ôi rồi, con gì? À, con sóc, sóc bạn ạ. Bọn người luôn. Sóc nuôi hả? À, sóc sóc hoang dã vậy. Ở đây chúng ta có một con mồm lèo, hai con mồm lèo. Ủa, có một cụ gấu nữa kìa bạn. Cái câu cá mà đủ hết cụ gấu nữa hả? À, cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Rồi, bây giờ tới lượt các bánh nè. Không có sinh nhật đúng không? Hỏi. À, tới đập được đầu. Nhưng mà, ai? Trời ơi, quan phục gì cũng phục gì hay. Ủa, con mèo này công thế. Con bò này làm gì đây? Coi kìa. Này chắc là thói quen các bạn ạ. Thói quen. Gì đây? Trời ơi, hù. Hay quá bạn ơi. Hay quá. Nó hay quá té luôn các bạn ơi. Té vẫn hát bạn. À, đúng rồi, có thấy mất bụi hút cho tóc. À, để buộc tóc bạn ạ. Cái này coi. Úi rồi. Rớt bả tóc luôn. The only man who can save us thì what to end. Và ông này đang cầm hai cái cây giống như tập võ hả? Cái kiếm à. À, hay quá, hay quá, hay quá. Úi rồi. Úi rồi. Âm lượng 1. Netflix. Rồi. Tiếng to thế. Cứ tưởng là ai tới nhà. Nhưng mà không phải. Ok. Số ngày hành tinh à? Lúc chào em. Có một bầy dịch nó bầy ngỗng bầy ngang gì đây. Chúng nó vừa mới được thả ra và bây giờ chúng nó lại đi vô lại. À, ông này đang bắt trước nhảy shuffle dance các bạn. Hay quá, hay quá. Ủa rồi. Hay ghê quá. Trời ơi, đẩy nhỏ lên luôn. Một anh Ấn Độ gì nè, con rùa giao hàng hả? Ảo thế nha. Sao con mồm lèo nó ngồi luôn kìa bạn.
Trời ơi, mấy con động vật này càng ngày càng phát triển bạn à. Có khi sau này nó, thay vì chúng ta dắt nó đi thì có khi sau này nó chắc chúng ta đi luôn á. Khiếp thiệt. Rồi con cò hỏ ở đây. Nghệ thuật chọc chó. Đây là một môn phái chọc chó cực kỳ đỉnh cao đây. Ôi rồi, ông ấy múa vài được mà mấy chó sợ luôn. Hay thiệt. Đi đây. Ôi rồi, máy nó rung kìa. Làm gì vậy? Máy nó rung hay gì? Cái gì nữa đây? Xích đu à? Sáng tạo nha. Biết đấy. Cái này chơi sáng tạo nha. Mà tao mấy anh con Ấn Độ đây rồi. Nhảy kìa. Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Anh nhảy ra bạn. Ui rồi, ui rồi. Hay thế. Dẻo thế. Ấn Độ nhảy dẻo thế. Ui rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dẻo. Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ghê thế. Ui rồi. Con còn lèo. Nó chạy luôn. Trời ơi. Khỏi bay mất cây ra. Thế mất cây chứ. Gì đây? Đập xe đạp. Nhưng mà do cô gái quá nặng hay cái gì đó làm cho xe đạp bị méo luôn các bạn ạ. Ôi ôi. Đây là công trình tháp. Chuyện gì sẽ ra? Con chó. Ôi ôi, con chó nó làm đổ hết luôn các bạn ạ. Tội nghiệp anh chàng này. Rồi, ta thấy một màn ảo thuật. Ô, wow, máy nóng gì luôn à. Chúng ta có một tay đua. Đúng rồi. Nhà này nuôi quá trời gấu mèo luôn bạn. Đi lắm thế. Trời, bạn nhìn con còi hót rồi. Mình sợ không? Đang thèm bạn. Biến mất con chó kiểu cái méo gì thế nhỉ, cái méo gì vậy, súng tiêu rồi, bánh đâu, con mèo này như mới chơi đồ các bạn à, đúng rồi, con mèo này như mới chơi đồ sao á, các bạn nhìn mặt nó kìa, bạn nhìn nó có cách nó uống nước kìa, mới chơi đồ sao á, cái gì đây, à cái chỗ uống nước, cái chỗ uống nước các bạn ơi. Ôi ôi, thế là chết tôi. Mở nước ngay cái cổ điện luôn bạn. Cái gì vậy? Sao suốt mà ra màn hình xanh vậy? Look at the way he is sitting. Yes, very distinguished. I see. Một bộ phận của xe hơi dục luôn chờ anh này đang núp đang theo dõi cái gì đó theo ôi rồi thẳng rồi bọn chó ra làm gì đây ôi rồi chó làm gì đây chó làm gì đây chúng ta sẽ đến với video thứ hai. Cái này phải gọi ông anh da đen gọi bạn ơi. À mình biết cho cái này rồi. Ui rồi ghê thế. Ui rồi. Ủa gì vậy? Ui rồi. Té luôn trời ơi. Ui. Ui 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 nuốt hết luôn mày ha. Ui rồi chỉ là khả năng đặc biệt thôi mà, cái gì đâu, cái gì đây, mèo mát xa hả? À
Con mèo này đang chơi thực tế ảo mọi người. Có lỗi gì vậy? Toilet mà nó phun ra sập phòng các bạn. Thế có chết không chứ? Nó thức ăn cho mèo cho chó gì? Gì chó đúng không các bạn? À, giảm cân, chế độ giảm cân các bạn. Đây là gọi là chế độ giảm cân cho con cò hó này. Con cò hó nó nhìn nó kiểu ôi, nó khóc luôn kìa. Cái gì đây? Ủa ôi, hôn luôn kìa. Ừ, anh ấy không nhanh. Ủa độ. Ủa, cay thế nhỉ? Sao tao làm gì á? Bóp cho nó đúng không? Ui rồi ôi, ngay mắt luôn, quá đã luôn, quá mát luôn. Cái gì á? À, chèo thuyền mà nước cứ vô thuyền đúng không? Ui rồi. Cái gì đấy? Ui, con gấu mèo. Ủa, nãy trời, chạy hư lầm quá. Cái gì đây? Ôi, bắt được kìa. May quá, chúng ta đã bắt được một con rồi. Rồi, xong nước bay, nước bay luôn. Mất tiêu luôn, rồi, cay thế nhỉ. Ôi, con chảy đường mũi các bạn. Coi kìa. Trời, nó phê. Gì này? À, dễ cái nơ. Dễ mí. Này, còn axolotl luôn các bạn. Mí. Mặt cười. À, hay nhỉ. Cái gì đây? Làm thêm tới khi nào mới tới? Hay thế. Cái gì đây? À, ui giờ thế. One female cat is next to the house. Snake. Cat. À, cucaracha. À? Chứ cucaracha. Kiểu anh đánh đà này, anh thấy hay không? Cứ vậy. Gì vậy? Ui, ế, ui. Ôi, gì vậy? Ui ôi, cái tượng nổ. Có hồn, có hộp gì vậy?